Những người lầm than, những người mà tật bệnh không nơi nương tựa, điên điên dại dại, mình thấy nó giống như một cái địa ngục ở tại trần gian này á. Mình bị bệnh tim thì mỗi lần nó đau á thì nó sẽ làm cho mình ngưng thở. Mình đã đi khám nhiều nơi lắm nhưng mà nó không có sự chuyển biến gì. Nhưng mà sau khoảng hơn 10 ngày mình tu tập rất tinh nghiêm thì nghiệp của mình đã chuyển hóa hoàn toàn luôn. Mình tên là Trương Thị Duy Phương. Hiện tại là mình đang sống ở Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. Mình bị đau tim và mình có một cái chứng bệnh là bệnh sợ hãi, không có được dũng mãnh, không có được sự tự tin. Mình bị bệnh tim như vậy thì mỗi lần nó đau á thì nó sẽ co thắt ở tim mình và làm cho mình ngưng thở. Tại vì nếu mà mình thở đó, cái cơn co thắt đó nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ làm cho cái lồng ngực của mình rất là đau. Mình đã đi khám nhiều nơi lắm, ở những cái bệnh viện lớn của Sài Gòn á, như là bệnh viện Chợ Rẫy nè, Hoàng Mỹ nè, Aito nè. Nhưng mà cái kết quả khám bệnh á, thì bác sĩ nói là mình không có bị bệnh tim, mình chỉ bị hội chứng thần kinh liên sườn thôi. Và bác sĩ cũng cho thuốc mình uống, nhưng mà mình cũng dùng nhiều rồi, nhưng mà nó không có sự chuyển biến gì. Nó đau rất là vô chừng. Ví dụ như mình ăn cơm vừa xong mình cũng có thể đau, hoặc là mình đang vui vẻ đi ở ngoài đường cũng có thể đau. Mình đau ở bất cứ nơi nào và bất cứ chỗ nào. Và mình rất là khổ sở với cái bệnh của mình. Mình cũng tìm nhiều phương pháp rồi, từ cái việc uống thuốc Tây sang việc uống thuốc Đông Y. Mình cũng đã uống rất nhiều nhưng mà nó cũng không có kết quả gì hết. Khoảng hơn 5 năm, cuối năm 2018, lúc đó thì mình nghe được một bài giảng của cô chủ nhiệm, thì mình mới phát sinh lòng tin và mình quyết định là mình về chùa. Khi về chùa thì thầy có hướng dẫn cho mình tu tập 49 ngày để chuyển hóa bệnh của mình. Thì mình rất là tin tưởng lời thầy chỉ dạy, nên về nhà đó, trở lại Phú Quốc á, thì mình bắt đầu vào chương trình tu tập rất tinh nghiêm. Mỗi ngày mình tu tập một thời khóa theo sự hướng dẫn của thầy. Mình tu tập khoảng hơn 10 ngày thì mình thấy bệnh của mình là tiến triển hẳn. Mình không còn những cơn đau tim nữa, mình không còn những cơn co thắt nữa. Và đặc biệt là mình không còn sợ hãi nữa. Mình rất là dũng mãnh, tự tin, không bị những cái sợ hãi. Tại vì mình bị sợ hãi đến nỗi là mình tụt huyết áp á. Mình sợ là mặt của mình máu nó không lên não được á, nó lạnh hết người luôn. Nhưng mà sau khoảng hơn 10 ngày mình tu tập rất tinh nghiêm thì nghiệp của mình đã chuyển hóa gần như là hoàn toàn luôn, không còn những cái hiện tượng đó. Tới bây giờ cũng gần 2 năm rồi đó, cũng không có bị lại, không còn sợ hãi gì nữa cả. Khi mình chuyển hóa như vậy thì mình có gieo duyên cho mẹ mình được chuyển hóa một cái bệnh, đó là lúc nào cũng cảm nhận như là mình nuốt một cái xương ở cổ họng á. Thì 49 ngày sau mẹ mình cũng chuyển nghiệp và mẹ mình không còn đau nữa. Và mẹ luôn nói câu chuyện này với những người mà mẹ gặp, là mẹ thật sự tin là Phật Pháp nhiệm màu, tin là có tu tập thì sẽ có được những cái điều màu nhiệm. Để giữ được vững lòng tin đó là vì mình đã là người về đây, mình sống trong tình yêu thương bao la của sư phụ, sống trong tình yêu thương của tất cả các người Phật tử ở đây. Vì mình đã về đây mà, không thể nào không tin được. Nên dù mình biết là sư phụ có làm bất cứ điều gì, bất cứ phương tiện gì là để độ sinh, và mình hiểu rõ được pháp hội của mình mang tới lợi ích như thế nào. Tại vì bạn biết không, lúc mà mình về chùa đó, mình thấy những con người lầm than, những người mà tật bệnh không nơi nương tựa. Người thì có con bị điên, người thì thân thể co quắp, người thì vong linh nhập, điên điên dại dại. Nhưng mà sư phụ vẫn từ bi, vẫn
là nơi để cho mọi người quay về đây nương tựa. Mình cũng tự hào vì mình là một người có trí tuệ, mình là người có học vấn. Mình không tin một cái gì mù quáng, mà mình tin vào những gì đó có nhân quả, có thực tế. Mình cùng với một số đạo hữu đã tham gia pháp hội, và sau cái đợt tham gia pháp hội đó thì mọi người quay về tu tập. Sau khi mọi người quay về tu tập khoảng từ 3 tới 6 tháng, mọi người báo tin cho nhau là mọi người đều được chuyển nghiệp. Mọi người đều được chuyển nghiệp, mọi người rất hoan hỷ. Có những bạn là bất hòa với chồng, chồng có người khác bên ngoài, thì bây giờ gia đình rất hạnh phúc. Có những bác đau xương, nhức xương tới nỗi là nghỉ đi làm luôn, về hưu luôn, bây giờ cũng được chuyển hóa. Rất rất nhiều người mà mình đã liên hệ lúc mà mình về chùa đó, thì mọi người đều được chuyển hóa hết. Đó là một cái niềm tin, niềm tin chân thật, sâu sắc nhất mà mình dành nơi chùa. Nên mình biết pháp nạn của chùa chỉ là một thử thách thôi, để những người nào có lòng tin kiên cố nơi thầy, nơi cô thì kiên cố hơn nữa. Còn người nào không có lòng tin thì để cho họ về nơi thuộc về họ, không sao cả. Và qua pháp nạn cũng nhiều người biết tới chùa mình mà, nhiều người đến gặp mình hơn, nhiều người hỏi mình về chùa hơn. Mình không có diễn tả được. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình có một cái phước duyên may mắn như vậy. Được gặp sư phụ, được gặp ân sư của cuộc đời là điều mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời này đối với mình. Mình thấy mình thật là may mắn. May mắn khi được về chùa lần này, đủ nhân duyên phước báu, được gặp sư phụ, được gặp đại tăng, được sư phụ chỉ dạy, được phát bồ đề tâm trước đại tăng và sư phụ. Mình nghĩ là mình sẽ không phụ lòng của sư phụ, phụ lòng những cái điều màu nhiệm tạo nhân duyên cho mình hôm nay mình được đứng ở đây, được gặp sư phụ, được gặp mọi người ở ngôi nhà của mình. Đây mới là nhà của mình. Mình chỉ thật sự hạnh phúc khi về đây thôi. Mình luôn hướng về nhà, luôn hướng về sư phụ, luôn hướng về cô chủ nhiệm, hướng về những người ân nhân của cuộc đời mình. Thầy và cô là những người ân nhân lớn trong cuộc đời của mình. Đời này và nhiều nhiều đời sau nữa, mình sẽ không bao giờ quên ân đức của sư phụ, ân đức của cô chủ nhiệm. Mình hạnh phúc lắm.